phải tồn tại được. Làm sao mình có thể tồn tại được? Phát triển nó trước đã, lương thì tính sau. Bất chấp bằng mọi giá. Cái mục tiêu là xã hội khó lắm. Nó sẽ ảnh hưởng em. Mấy cái vụ này tôi biết lắm mà. Mọi người có thể nghĩ là tụi em đang quảng cáo. Mất tiền nhưng mình không thể mất giá trị được. Hãy cho em quyền quản lý. Tham quá đáng. Thôi đi chỗ khác mà kinh doanh. Đón xem chương trình vào lúc 20:30 thứ tư hàng tuần trên VTV3. Thế có phải là giải trí bằng việc vẽ không? Liệu vẽ có thể giải trí được không? Thôi rồi, thì qua cái đặt vài câu hỏi, em nói là 3 năm thu hồi được vốn, nhưng anh tính là như em đưa ra cái tỷ lệ này thì ít nhất phải 10 năm chứ đã thu hồi vốn. Hai nữa là nó cũng không phải nằm trong cái hệ sinh thái mà anh quan tâm, anh quyết định không đầu tư.